Đi từ từ. Mến chào cô chú anh chị gần xa nha, đến với Linh Cần Thơ. Hôm nay em có vô lên một số phôi Linh Sam với lại Sam Núi với lại Si Búp Đỏ đi giao lưu chú anh chị gần xa nha. Số điện thoại của em là 0365564555, cũng là số Zalo luôn. Thì trước tiên đầu đầu clip thì em xin giới thiệu cô chú anh chị là đây là thuốc xịt gông mai vàng của cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ em nha. Một hộp gì là nó gồm khoảng 40 bình thuốc nha cô chú anh chị, 40 bình thuốc nha, xịt gông nghiêu mai vàng rất là tốt nha. Cô chú anh chị mua thì liên hệ em. Đầu tiên là Linh Sam số 1. Hôm nay là giá em xả luôn cô chú anh chị, giá siêu rẻ nha. Chiều cao của nó là 30. Hoành thăng là 39. Cây số 1 có giá là 160 ngàn. Về thấp điện thoại xuống chút. Tiếp tục cô chú anh chị cây phôi số 2. Chiều cao của nó là 30. Hoành thăng của nó là 36. Cây số 2 có giá 160 ngàn. Này Linh Sam Song Hinh cô chú anh chị. Bao gồm phí ship nha, bên em bao ship toàn quốc cô chú anh chị luôn. Tiếp tục phôi số 3, chiều cao nó là 30. Hoành thăng là 40. Cây số 3 có giá là 160 luôn. Giá này là rất rẻ nha cô chú anh chị. Tiếp tục phôi số 4, chiều cao của nó là 25. Hoành thăng 28. Cây số 4 có giá 160. Tiếp tục phôi số 5. Chiều cao là 30. Hoành thăng là 30. Cây số 5 có giá 160 luôn. Này gồm 5 cây linh sam này cô chú anh chị. Với lại sam núi. Ngồi xuống. Hai sam núi. Đó, sam núi của chú anh chị phôi này mới hỏm mà em cây cũ nha. Hôm nay em xả giá của chú anh chị luôn. Cây này dáng bay, chiều dài nó là 50. Xù quay gần lại chút nữa. Hoành thăng là 22. Đó, chi cả tay cành có nha chú anh chị. Có sẵn hết nha. Cây lạ thần nghe chú anh chị. Em nhổ ra nha. Cây số 6 có giá là 2 triệu rưỡi. Em bao ship toàn quốc. Sam này sam núi trái không chú anh chị. Cây xù. Rồi em có 5 cây sam. 50 sam núi này, 50 sam núi bự gần ngang qua. 50 sam núi này, 5 sam núi bự của chú anh chị xù nha. Cây này cũng thần chậu luôn, em mới dời cái chậu bự. Chiều cao của nó là 30. Chiều dài 40. Hoành thăng là 35 luôn chú anh chị, hoành thăng 35 em đo ngang đây nha. Ngang ngang ngang, ngang hoành thăng cổ rễ đây. Hoành thăng 35. Cây số 7A. Sam núi trái. Bình thang 35 cây này rất quái nha. Chú anh chị mua thì liên hệ em báo giá chú anh chị. Có 5 cây bự nhất. Lô rồi em bán hết rồi chú anh chị. Tiếp tục cây số 8A. Chiều cao nó là 25. Hoành thang là 34 không chú anh chị. Hoành thang 34. Sam núi trái luôn. Đế đều hết. Đế đều. Cây số 8A có giá là... Cô chú anh chị liên hệ em giá nha. Báo giá. Tiếp tục cô chú anh chị là cây số 9A. Chiều cao nó là 20. Hoành thăng là 35 luôn. Rất là to cô chú anh chị, hoành thăng 35 rất là to nha. Đế đều hết. Cây số 9A của chú anh chị mua thì liên hệ em báo giá luôn. Là 5 cây sam núi xù lớn nha cô chú anh chị. Đi gần. Tiếp tục cô chú anh chị cây số 10A. Cây này cái dáng đổ nha cô chú anh chị. Chiều dài đổ nó là 40. Hoành thăng là 35. Hoành thăng 35 của chú anh chị. Đó so sánh với hai tay em này nha. Hoành thăng 35. Cây số 10A. Liên hệ em nha cô chú anh chị. Mã này mã 10A. Cây cuối cùng của sam núi là cây số 11A nha cô chú anh chị. Cây này dáng đổ luôn. Chiều dài của nó là 40.
Hoành thăng là 32. Đó, cây này rất già nha cô chú anh chị. Cây số 11A của chú anh chị mua liên hệ em nha. Tất cả sâm núi này đều sâm núi trái của chú anh chị, với lại một phôi siêu búp đỏ. Đây cô chú anh chị, phôi siêu búp đỏ nha. Phôi này thì đang ra tược nha cô chú anh chị. Cây đang ra tược nha. Chiều cao của nó là từ mặt đế lên của chú anh chị. Từ mặt đế của nó lên là 1m1. Tán ngang của nó là 1m7. Cao 1m1, ngang 1m7 của chú anh chị. Quay vòng vòng đi. Gần gần lên đây nè. Quay vòng vòng qua. Phôi là phôi siêu búp đỏ của chú anh chị. Bên em thì bao ship toàn quốc nha. Đó, cây này cây tàng đa vắng làng. Rồi quay qua đi. Cây tàng đa vắng làng nghe cô chú anh chị. Phôi này rất là to luôn. Phôi này nó tầm khoảng 350 kg cô chú anh chị. Phôi siêu búp đỏ một cây duy nhất nha. Thì cô chú anh chị là mua liên hệ em. Hàng xiên lớn cô chú anh chị. Ở đây em còn rất là nhiều nha. Quay, em còn rất là nhiều phôi siêu búp hồng luôn. Thì cây này là cây tàng đa vắng làng. Cô chú anh chị nào mua thì liên hệ em. Về đục đẻo gì đó tùy theo ý thích cô chú anh chị nha. Thì cũng là cây phôi siêu búp đỏ là cây này cái cuối cùng. Em mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video lần sau. Chào tạm biệt.